nhớ thiệt nhiều hình bóng ấy trong anh, mà nghe thấm đậm câu yêu thương ngày nào. Tình hai chúng mình mong sao không cách trở, để sao ta được mặn nồng mãi bên nhau. Họ ơi ơi tình tan, họ ơi ơi tình tan. Sống nơi xứ dừa đem chút tình ngon ngọt miền quê. Nhớ thiệt nhiều hình dáng ấy trong em, mà nghe nức nở câu yêu anh dạt dào. Nằm nghe sóng vỗ bên kia sông mà ngỡ, ngỡ hai ta được hạnh phúc đến mai sau. Họ ơi ơi tình ta, họ ơi ơi tình ta. Anh sống nơi xứ dừa, đưa mối tình chúng mình dễ dàng. Sống nơi xứ dừa, đưa mối tình chúng mình về. Con lại á, đóng vai bà chủ một ngày vậy là được rồi. Bây giờ á, lo ra tiếp khách, thay con Thủy với con Hường. Bà chủ ơi, cho con làm công việc khác được không? Quét nhà, lau nhà, làm cái gì con cũng chịu được hết. Nhưng mà bà chủ đừng có bắt con tiếp khách nha. Tao nói cho mày nghe nha, con nhỏ nhà quê kia, nếu không có thằng Sáu sầu đời nó bảo lãnh cho mày á, thì tao đã bán mày ra biên giới từ lâu rồi. Bây giờ ở bên trong nó đang cần đào. Mày làm ơn á, mày vô mày bôi trét lại cái mặt mày giùm cho tao đi, rồi thay cái bộ đồ khác. Nếu không có được cái rách tao. Đám vệ sĩ của tao á, chưa bao giờ để yên cho đứa nào cứng đầu như mày. Tụi bay còn đứng đó làm gì? Lôi nó vô trong. Thôi chủ ơi, đừng có nói nữa. Bị đánh vô đi. Để mày la bây giờ, vô đi. Thôi má ơi, đừng có vậy nữa mà. Trời ơi, má đẹp quá vậy. Thôi má đừng có giận đừng nữa giận nha. Đừng giận nữa mà má. Nó không được á, để tụi con nè. Nín vừa má. Thôi. Ờ chị, đây nè. Cô đi cô. Cô đó mới ngon lắm á. Nè, có phải trả giá không chị? Thôi không cần, chỗ này tôi mua quen rồi, nó nói đúng giá lắm. Tôi xong rồi đó, chị đã lựa được gì chưa? Từ từ, tôi lựa cũng giỏi lắm chứ không có thua gì chị đâu. Ừ, chị cũng rành cái chiêu quảng cáo dữ ha. Thời buổi giờ mà, chị không thấy mấy đứa con gái xứ mình lên Sài Gòn á, cũng quảng cáo ầm ầm đó. Chị biết không, lấy chồng Đài Loan. Ủa? Sao bà cũng rành mấy cái chuyện đó dữ vậy? Tôi tưởng là bà chú tâm vào cái lò kẹo nhà bà thôi chứ. Trời đất ơi, nói vậy sao được. Quê mình nó có chút ép vậy nè. Cái chuyện mà mình không muốn biết cũng vẫn biết như thường. Vô. Chị nghe em đừng tự sao mà con mình thiệt vậy em cũng dành miếng đi không em dành miếng đi mà em nhớ không mà người cho này nè cho anh được có em anh bỏ cho em vô em đi ơi đi em có hai em là tôi không cần. Nhớ con nụ nhà bà Hớt không? Rồi con Thắm nhà Bãi Re. Rồi con Én nhà Chính Mót. Mấy đứa đó bỏ xứ lên Sài Gòn. Nghe đâu là sang Hàn Quốc lấy chồng rồi. Vậy hả? Mà nghe đồn tụi nó khổ lắm nghe. Không có sướng đâu. Con nụ á, nhớ hồi dưới quê không? Ừ. Nó đẹp lòng lòng phải không? Ừ. Bây giờ chụp hình gửi về ốm nhom ốm nhách số quắc luôn. Vậy à? Nghe đồn á là đang tìm cách trốn về. Trời ơi, vậy mà bà đâu có nói gì với tôi.
Cái hồi mà con Nụ mới đi á, bà cũng qua nhà tôi. Bà nói là tìm cách cho con Mận nó đi để được bằng chị bằng em. Nhưng mà tôi như bà đâu có chịu. Đúng rồi, có sống có chết cũng ở xứ mình thôi. Nói chị nghe, truyền hình đưa tin mỗi ngày mấy cái vụ này á. Nghe nói đâu á, có cái cô nào ở xứ mình nè, mới một tháng trước tự tử chết. Vậy hả? Vậy mà xứ mình chưa chịu tỉnh ngộ ra. Ôi trời ơi. Nghĩ á, mình còn may mắn vì con cái nó còn ở bên cạnh mình ha. Nó còn giúp mình, nó còn tính toán làm ăn lương thiện. Như vậy là mình có phước rồi. Chị đừng có nghe ai mà xúi mà cho con Mận lấy chồng nước ngoài nha. Không có nên đâu á. Bà thì khỏi lo, có hai thằng con trai khỏe ru à. Thôi, tôi nghĩ rồi. Con Mận nó ở nhà với tôi, nó mừng công chuyện với tôi là tôi hạnh phúc lắm rồi. Mà sao bây giờ cứ đi về định nấu nướng không? Hay là cứ đứng ở đây để bàn chuyện quốc gia đại sự? Chết cha, quên. Lo nhiều chuyện. Chị tính tiền giùm. Tính tiền giùm chị. Dạ, để tôi cân. Bao nhiêu? 30 cô. Rồi, gói lại giùm đi. Dạ đây. Dạ. Đây, cảm ơn. Dạ rồi, cảm ơn nha. Chị. Lại thêm một hồ sơ bị từ chối. Trời ơi, tiền làm hồ sơ xin việc đủ mua chiếc xe hơi luôn quá. Ủa, tí nhớ nhà này đâu có họ hàng tía với bác Ba Phi đâu. Sao mà mày phóng đại dữ vậy con? Tí này chọc con hoài, con đang đầu muốn chết. Đừng có vậy mà nản chí con. Con người ta hơn thua nhau là ở chỗ biết nắm bắt cơ hội và đôi khi phải chờ đợi. Mà nè, sao tía nhìn thấy cái mẫu thiết kế lạ quắc nẻ ngoài giường vậy? Con làm gì đó con? Dạ, con làm thử vài thứ linh tinh thôi mà. Nếu không con sẽ quên mất cái nghề con học đó. Thôi không có gì đâu tía. Đây tía coi. Cái thằng này ngộ quá. Cái tính như con nít vậy đó. Nè, sao bữa nay con không sang làm đồ cho nhà ông Bào con? Dạ bên đó bây giờ cũng ít khách hàng, nhân công gặp khó khăn, nên Mận cũng đang xoay sở tìm đầu ra cho nguồn hàng. Vậy hả? Dạ, thôi con vô. Bà thấy cái món của tôi làm sao nè? Khoan từ từ. Thử này đi. Sao? Lạc lắm, lạc chưa lắm. Chưa được, ăn kỳ lắm. Sao đem vậy? Lại đi. Cái món của tôi á, ướp từ sáng tới giờ á, tẩm ướp gia vị từ sáng tới giờ á. Thế sao mà cái nồi của người ta mặn ngọt chua cay đủ hết mà chê là chê làm sao? Trời ơi. Má ơi với bác Bào ơi, bây giờ khách người ta lên đông thiệt đông, bây giờ chưa nấu xong là sao? Con, thử này cho má cái. Mày thử coi ngon không? Không thử đâu. Sao vậy? Trời ơi, nấu gì cái nồi bự vậy? Mà đưa thử vậy biết rồi, ngon. Ra lấy cái tô. Ra lấy tô với cái muỗng lại đây. Lẹ. Nhanh. Đây. Rồi cho mày một tô luôn. Rồi lại đây ăn. Ngồi đây nha. Rồi ăn đi coi. Mà nấu sáng giờ á, hai trái dừa xiêm giỏng á. Ngon phải không? Ngon quá mà đúng không? Ngon. Mặt mày nó sáng rỡ à. Rồi. Cái ông ta nói ngon nha, mà. Nha. Ngọt, à, ngon, à. Ngon. Con. Quá ngon phải không? Nó ăn sạch con, nát con rồi. Con thử cái món của bác còn sao nè. Thử nha má. Nha. Thử thôi nha. Thử thôi. Không ngon đâu. Thử đi. Ăn đi biết. Con biết tài má nấu mà. Tao thử rồi, dở ẹt hả? Thử đi con. Dở phải không? Mặt ngon. Mày nhỏ nhắn. Ngon. Nhìn cái miệng nó ăn kìa, con nó ăn kìa. Trời ơi, dở ẹt mà ăn ghê ngon. Dữ hả? Ngon mà. Ngon không? Đó, phải ngon đó mới ăn nhiều chứ.
Trời ơi, ăn dữ vậy, từ từ thôi. Ừ, dạo ẹt phải không? Ngon phải không? Cũng ngon. Ngon mà, trời ơi, đúng rồi. Hai món ngon như nhau. Tôi nấu ngon mà. Ủa cha, đồ chưa cúng. Ăn cho giỏi đi nghe chưa con. Kỳ này là phải đá cho giỏi đem tiền chị cho tôi đó nha. Chào cậu. Ủa, sao chị về lẹ vậy? Sao không báo trước cho em ra đón? Ê, chị rành đường rồi, làm phiền tụi bay chi nữa. Ủa, mà vợ em đâu rồi? Bà ra công ty hồi sớm rồi. Mà có gì không chị? Ờ, tính nhờ chút việc đó. Thôi, để tối cũng được ha. Dạ. À, để em xách vali lên cho chị ha. Ôi, coi chừng. Trời ơi, có nhiều tiền ở trong đó lắm. Trời. Nè, sao chị gan quá vậy? Dám bỏ tiền trong này? Ôi, trời ơi, chuyện kính mà sao cậu láo sùm vậy? Bộ muốn mời trộm tới thăm hả? Trời ơi, hơi đâu mà chị lo. Ăn trộm mà nó có tới đây á, nó thăm vợ chồng em trước, chứ tới chị đâu mà chị lo. Để em đi cất con gà nha. Phải công nhận vợ cậu chịu đựng ông chồng này mấy chục năm là quá giỏi luôn. Cũng chính vì bả chịu đựng được em cho nên em mới cưới bả đó chứ. Chứ không ai đi mà dám rước người phụ nữ quá dữ vậy về làm vợ. Thôi em kéo vali vô cho chị nghe. Thôi đi vô. Đi vô chị, đi vô vô. Coi đó, ôm ba cái mớ đồ này á, riết rồi quên ăn quên ngủ. Bà ở đâu thì gục đó. Chị bay, đem một cái giỏ ra bán cho người ta coi. Con gái gì mà nết ăn nết ngủ không có giống ai hết thì làm sao mà lấy được chồng đây? Welcome, welcome. Đây là sản phẩm mới nhất của cơ sở đây. Welcome, welcome. Ba hồn chín vía con Mận ở đâu thì về đây ăn củ hủ dừa nè. Ba hồn chín vía con Mận ở đâu? Con Mận đây, Mận đây. Mận đây, ai kêu? Má đây nè con. Má hả? Ừ. Vậy mà con tưởng ai không à? Ôi trời ơi, còn ai vô đây nữa hả con? Còn ai mà xinh đẹp phúc hậu như là má mày đây hả con? Ủa cái ao cá vô đây nè. Ủa cái sòi nè. Ủa sao quen vậy? Ủa, té ra là con vẫn còn nằm ở nhà hả? Ý trời đất ơi, vậy thì mày không ở nhà chứ mày ở đâu? Ôi trời ơi, tối ngày cứ ôm cái mớ vỏ này á, lúc mơ lúc tỉnh rồi cũng không biết ở đâu nữa. Má ơi, bây giờ con chưa có thành công có nghĩa là con chưa có thất bại. Má đừng có sốt ruột nha. Rồi một ngày nào đó con sẽ làm cho má 10 cái vỏ hả, bằng chính tay của con làm. Bây giờ má chỉ mong con á, đừng biến cái nhà này thành cái bãi chiến trường. Má không dám mơ trở thành người mẫu cái gì đó quảng cáo vỏ cho con đâu. Gì vậy má? Ơi. Trời ơi, có thất bại thì mới có thành công chứ. Như vậy thì mới có cái chuyện là dịch bầu biến thành thiên nga. Trời ơi. Vậy mà con ơi, con đang thành con thiên nga mà biến thành con vịt cỏ rồi đó con ơi. Là sao? Ôi tôi mệt quá.
là sao? Bà má bà nói gì vậy trời? Người ta bình thường là dịch bầu biến thành thiên nga, thì bây giờ thiên nga biến thành dịch cỏ làm sao được? Không biết. Alo. Dạ. Má nè. Ừ. Cô của con mới trở qua. Cô tính làm ăn cái gì đó. Sẵn dịp để má rủ cô xuống dưới cửa hàng để coi tài quản lý của con nghe. Dạ. Con sẵn sàng đón tiếp phái đoàn. Má, hay là để con chuẩn bị mấy tiết mục thiệt đỉnh cho má với cô ngạc nhiên ha. Thôi 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 khỏi. Con rảnh á thì để thời giờ á làm những chuyện khác quan trọng hơn. Cái tật ham chơi không bỏ à? Đâu có đâu má. Tại con muốn chứng tỏ tình cảm tha thiết của mình cho má với cô vui lòng. Còn nếu như má không thích thì thôi, khỏi làm. Con á, chỉ ráng chứng tỏ cái bản năng tài lãnh đạo của con là đủ rồi. Còn ba cái râu ria á, thì làm ơn dẹp qua một bên đi nghe chưa? Dạ, vậy nha má, hẹn gặp lại má sớm. Ừ. Công nhận mẫu linh thiệt nha. Bây giờ nói cái gì nó cũng nghe lời mình hết. Con chào bác. Ủa, Vy? Dạ. Hay sao? Dạ. Lâu rồi chưa gặp thằng Quang phải không? Dạ. Sao? Muốn đi thăm nó không? Dạ có. Con đi ra trước nha. Chị? Đi đâu gấp vậy? Thì con ra kêu tài xế khỏi cho xe vô nhà. Rồi mình ra mình đi luôn cho tiện nha bác. Trời. Cái gì mà nôn dữ vậy? Bác chỉ mới tính lên kế hoạch thôi. Còn muốn đi phải vài bữa nó mới đi. Trời ơi. Con á, tính làm chảnh bất ngờ, ai về mừng hụt nữa rồi. Đẹp thì có đẹp, nhưng mà tại sao vẫn không đúng cái yêu cầu sơn nhưng mà không sơn của khách? Làm sao đây? Càng già thì càng trầy, chứ có đẹp hơn chút nào đâu. Con đang làm gì đó Mận? Tía, con đang nghiên cứu. Trời ơi, mày đang làm ở xưởng đóng tàu, tự nhiên vô đây làm đồ mỹ nghệ là sao? Làm gì làm cá thôi chứ. Tôi đang mệt nha. Đứng đó mà lải nhải một hồi tôi xỉu là mệt nha. Ủa mà ngộ, từ hồi bữa đi Sài Gòn về tới giờ á, tôi thấy ông với ông Mạch mỏ nhọn ở bên kia á, kỳ cục lắm á. Kỳ gì? Rốt cuộc rồi con đang tính nghiên cứu cái đồ tào lao này đến bao giờ vậy hả con? Trời ơi má, đây là những sản phẩm mang tính thực nghiệm, vô cùng sáng tạo, chứ không hề là đồ tào lao. Trời ơi, ba cái đồ đó, này. Cả nhà nhìn kỹ đi. Tía rất ủng hộ sự sáng tạo của con, nhưng cái gì cũng phải có giới hạn. Mấy tháng này con biến cái chỗ này thành bãi rác, tất cả đều chịu hết nổi rồi, biết không Mận? Ủa là sao? Hai ba dẹp hết đi. Trời ơi, có gì kỳ vậy? Làm cho lắm cũng ăn mắm với cà, mà làm tà tà thì cũng ăn cà với mắm, hiểu không? Ừ. Cho nên anh thấy em nên dẹp đi. Anh là chỉ thấy cái trước mắt thôi, chứ có khi nào anh thấy cái lâu dài đâu. Vô phước cho ai quen anh. Má má, nó nói sỉ nhục con cơ. Mà thiệt tình á, má thấy nó nói cũng đúng đó con. Ôi trời, không lẽ mình tệ dữ vậy sao? Trời, đau lòng quá bà con ơi. Mà cũng chắc mình tệ thiệt nên Lại mới bỏ mình. Lại ơi, anh nhớ em Lại ơi. Tôi biết lắm mà. Ông với thằng cha bên kia lúc nào thì cũng chỉ biết tới con Lại thôi. Gì? Lại của mình không biết gì, chứ mình biết ai? Anh nhớ em quá Lại ơi. Ai đó? Em chị ơi, em vô được không? Vô đi em. Dạ. Sắp đồ hả chị? Ờ. Em sắp phụ chị nghe.
Được rồi. Trời ơi, ôi trời đất ơi. Chị, hồi trẻ chắc chị cũng lãng mạn dữ ha. Con bếp lá đầy tập hết chị ha. Thôi nào, trời ơi, ba cái trò con nít để làm chi em. Bộ kỳ này chị tính sống ở Việt Nam luôn, sao mà chị đem đồ nhiều quá vậy chị? Cũng chưa biết có hồi hương luôn không, nhưng chắc sẽ ở lâu để kinh doanh đó em. Ủa, chứ không phải là chị tính gửi tiền ngân hàng rồi rút lời xài dần hả chị? À, hồi đầu tính vậy đó, nhưng giờ nghĩ lại rồi. Chị đã muốn làm thì em không có dám cản. Nhưng mà em khuyên chị một điều, ra làm ăn kinh doanh không có dễ dàng đâu chị ơi. Nhất là chị đã có tuổi. Cảm ơn em, nhưng cuộc đời bằng phẳng quá thì buồn lắm. Phải làm sao cho những ngày cuối đời có ý nghĩa. Đôi khi cũng phải cho ai biết giá trị của mình chứ. Chị tính làm ăn cái gì mà nói chuyện nghe mùi thuốc súng quá vậy chị? Chuẩn bị làm bà chủ thì cũng cần phải ra ngoài cho thiên hạ sợ chứ. Chị thành công rồi đó. Nghe chị nói mà tim em sắp lọt ra ngoài luôn rồi đó. Nè, có người vá tim rồi, khỏi lo nghe. Chị, ít bữa nó rảnh mình xuống chỗ thằng Quang chơi nha chị. Rồi, đi chứ. Chị cũng muốn học hỏi đường đi nước bước của nó, để sau này tiện việc kinh doanh nữa ha. Dạ, ý, trời quên nữa. Bây giờ mình xuống ăn cơm đi. Ông Tình chờ mình ở dưới đó chị. Ờ, được rồi. Dạ, lát mình lên sắp lại. Rồi, rồi, rồi. Dạ đây, con mời chú uống trà. Ừ. Chú, qua nhiều lần thử nghiệm cho khách du lịch, chính tay làm sản phẩm luôn á, thì con thấy á, họ rất là thích. Họ rất là thích cái mô hình như vậy. Khi mà làm xong thành phẩm á, họ còn bỏ tiền cao hơn, họ mua cái sản phẩm đó về. Chính tay họ làm mà. Mua về á, một là để sử dụng, còn hai là tặng cho người thân luôn á chú. Phải, phải lắm. Cứ 1 đồng 10, dạ, 10 đồng 100. Cho nên hầu như là đoàn tour nào tới đây, khách cũng yêu cầu họ tham gia cái hoạt động này hết. Đó thì cũng chính là cái lý do như vậy á. Cho nên á, con có một đề nghị với chú như vậy. Con muốn là cộng tác với lại công ty du lịch của chú. Đó, mình mở rộng cái mô hình đó ra, đưa thẳng nó vô cái tour du lịch luôn. Như vậy sẽ rất là thu hút khách, mà lại đôi bên cũng có lợi nữa. Chú thấy được không chú? Chú đồng ý liền, chứ còn suy nghĩ gì nữa. Dạ, vậy nè chú nè. Giờ con với chú đưa ra những cái dạ, đây, mình có những cái thỏa thuận ha. Thỏa thuận xong soạn một cái bản hợp đồng, hai bên ký nữa là xong. Được rồi, thôi cháu cứ làm đi nha. Dạ rồi. Cái đồ chơi này coi ngộ quá ha. Cháu đã mua nó ở đâu vậy? Mấy cái sản phẩm này á là bên cơ sở của chú Bào làm ra, đẹp không chú? Vậy sao cháu không liên kết với bên đó, để đặt một số mẫu mã về hàng thủ công mỹ nghệ này để tặng cho du khách rồi quảng cáo luôn. Ừ ha, ý kiến hay quá trời hay luôn. Mà trước giờ con không nghĩ ra, đúng là tư duy của những người làm du lịch như chú có khác nha. Cháu quá khen rồi, chứ chú còn phải học hỏi bên cháu nhiều lắm. Dạ, đúng là người ta có câu gì một cây làm chẳng nên non, đúng thiệt hả chú ha. Thôi được rồi, cháu cứ tiếp tục làm nghe. Chú không có cắt ngang công việc của cháu nữa đâu. Dạ, được rồi. Xong rồi chú. Dạ thưa chú, đọc lại. Ờ, để chú coi. Có gì chú góp ý cho con. Trời ơi, Lại ơi. Trời ơi, Lại ơi, Lại ơi. Lại sao vậy? Lại. Trời ơi, ai cứu Lại tôi. Đừng làm tôi sợ mà Lại. Đừng làm tôi sợ mà. Trời ơi, chuyện gì đó cho tôi biết. Đừng làm tôi sợ mà Lại. Tỉnh lại đi, đừng làm mít sợ mà. Tỉnh lại đi Lại. Mít thương. Tỉnh lại mít thương mà Lại. Mít thương mà. Ủa, anh lấy ở đâu ra mà cho tôi? Cũng mà mua để dành cưới vợ của tôi. Mà tôi thì không có ai thương, biết chừng nào mới có vợ. Nên lại cần tiền của tôi. Lại giữ đi, bên đó có nhiều thứ phải xài lắm.
nhắn cho chú Tư xong, có kết quả điện thoại về cho tôi biết. Anh Minh, không ngờ là anh tốt với tôi dữ vậy. Cảm ơn anh nha. Anh mất ở đang tỉnh hay đang mơ chứ nè, mất cỡ. Lại muốn muốn gì? Lại muốn anh mít làm giùm lại cái này được không? Lại muốn anh làm trâu làm ngựa cũng được, miễn sao lại vui thôi. Vậy anh làm giùm lại một sổ sách này chút nha, để lại đi công chuyện được không? Được chứ. Được hả? Được. Thiệt không? Tôi có này tặng lại. Ủa, cái này là lúc nào anh cũng đeo trong người mà sao đưa cho tôi? Cái này nè, nó sẽ mang lại hạnh phúc, mang lại sức khỏe và may mắn cho lại. Đá phong thủy á, yên tâm đi, có 49.000 à, tôi sẽ mua cái khác tôi đeo. Này đeo đi. Như vậy cái này là bộ may mắn của anh đó hả? Vậy mà anh đưa cho tôi giữ. Cảm ơn anh Bích. Có kết quả nhớ điện thoại cho tôi. Điện thoại lại gọi kìa. Giúp anh, giúp anh. Lại dạ, gọi, dạ, lại dạ, gọi dạ. Từ từ thôi anh. Lên, lên. Rồi. Đợi anh giúp lại ơi. Anh lại. Alo lại ơi. Anh nhớ lại quá. Sao bây giờ mới gọi? Trời mọc phải không? Chừng nào trả lời vụ đơn đặt hàng của tôi đây? Dạ. Hả? Chị mà làm mình mừng hụt. Dạ alo, sử nghe anh đặt hàng gì vậy? Thì cái mớ để lót ly hàng cỏ mò đó, cả 10.000 cái xuất qua Nhật. Cậu giỡn hả? Cái này gì vậy? Của mày, mày nhận hàng đi. Alo, có phải con Mận không vậy? Dạ đúng. Trời đất ơi, gặp cô mày quá. Nãy giờ tôi gặp cha nào không à? Tức thiệt. Gì vậy anh? Thì tôi nói chuyện với cha mà lừa người lóng áo đó. À anh làm ơn, tôi đang nghiên cứu cái vụ của anh, nhưng mà gần ra kết quả rồi, khi nào mà có kết quả là tôi báo anh liền nghe. Gì à? Dạ dạ. Một trước nha. Cô ráng giúp chúng tôi cái. Dạ dạ, vậy nhanh nha. Rồi, dạ. Cảm ơn nhiều. Trời ơi, như vậy là tôi được nghiên cứu nữa rồi. Quang hô, quang hô, quang hô. Mình cũng có quyền chờ đợi ước mơ biến thành sự thật vậy. Ước mơ gì vậy? Xin đừng cắt máy lại ơi. Cái gì mà một trời một vực vậy má? Nhỏ này không biết yêu rồi. Thôi, vác lên tàu luôn chắc ăn. Má. Gì vậy? Đi đừng có dậm chân. Gì? Đau bụng quá. Má kho nồi thịt ở trỏng kìa, chút má bới cho tao cơm ăn. Mà sao lúc này làm gì than đói hoài vậy con? Má biết sao không? Giờ con ăn xong á, con phải đi tập văn nghệ đó. Ủa, tập văn nghệ hả? Ừ. Trong trường hả? Ừ. Con tập cái gì? Tập dập bạch tuyết. Má thấy được không? Đó, đó. Thánh thần ơi. Giống không? Bạch tuyết. Mày nghĩ sao vậy? Mày đã dẹo sẵn rồi. Thì thôi, người ta tập văn nghệ, người ta xin cô đóng hoàng tử, vua hay anh hùng đi. Cho nó đàn ông lên chút.
Mày là Bạch Tuyết nữa rồi mày giống cái gì hả? Trời ơi, con nói má nghe nè. Nếu như mà bây giờ mà con vậy đúng không? Mà có đóng vua, hoàng tử, anh hùng á bình thường. Má không thấy trên tivi hả? Nhiều người á, đàn ông mà cũng đóng vai phụ nữ có sao đâu. Nha, bộ con nhất định con phải giống con gái con mới chịu hả? Trời ơi, hồi xưa đó là má tiếc cái mấy cái áo đầm má mua để dành cho con gái đó. Má tiếc má mặc cho con để không có uổng đồ thôi. Chứ bây giờ mày đường đường là một cái thằng đực rựa mà. Không, bây giờ má không bới cơm cho con ăn phải không? Má cứ nấu hoài, con đi ở nhà. Trời ơi, Nha ơi, mày làm ơn làm phước mày đàn ông lên giùm má một cái. Mày cứ như vậy hoài là mai mốt tao chết tao không có nhìn mặt ông bà nội được đó. Trời ơi, bây giờ con nói má nghe nè. Nếu như mà trong nhà nè mà con á mà thành phụ nữ cũng đâu có sao, đúng không? Nói không có bẻ miệng nha, nói đàng hoàng. Nếu như mà trong nhà này mà con thành phụ nữ cũng đâu có sao đâu. Tại vì trong nhà này có anh hai con đàn ông sừng sững rồi. Mày nói gì vậy? Nói vậy nghe được hả? Bây giờ á, con làm ơn con nhớ giùm má một điều. Mày nhắc lại cho tao nghe, mày là một thằng con trai. Nhắc. Nhắc lại cho tao nghe. Mày con. Con là một thằng con trai. Cất đồ đi rồi anh cơm. Gì nữa? Điên hoài vậy. Nè. 2000. Chị. Đi nha. Đi rồi. Đi ngay ngắn rồi. Cái lưng lên. Không có chậm chân nha. Con biết rồi. Ủa rồi không ăn cơm hả? Lát giờ ăn sao? Dạ. Ba em sắp khỏe rồi kìa. Nhưng chị hai em thì không biết chừng nào mới gì. Anh Mít ơi, ngon quá. Ủa mà anh ơi, còn cơm không? Cho em miếng nữa đi. Quất ba tô cơm rồi mà còn than đói nữa. Dạ, đói bụng lắm. Để anh lấy tô khác kìa. Dạ. Xuống từ từ thôi nha cô. Chà, nè, có cô rồi quên bác phải không? Dạ, vậy đâu có đâu. Tại vì con cũng biết đó là bác khỏe hơn cô, cho nên con ưu tiên cho cô vậy mà. khoan đã. Dạ. Gì vậy bác? Để bác gọi cho thằng Quang ra đón khách. Như vậy mới chứng tỏ được địa vị của mình chứ. Hết thì qua khôi ao làng, bây giờ tới qua hậu xóm chùa. Tha hồ mà rửa mắt luôn á. Ai mà vô duyên dữ trời. Mình đang theo dõi vòng ba của mấy em mà gọi điện thoại cái gì không biết nữa. Alo, ai vậy? Quang hả? Con đang làm gì đó? Dạ. Dạ má. Dạ, con đang cân đối thu chi, nhức đầu quá má. Vậy hả? Tội nghiệp con trai má. Nè, má đã rước thợ để xuống dưới đây, má xa toàn thân cho. Chị con đó lớn hả cô? Ra đón má lẹ đi. À, vậy hả má? Má thương con quá. Má sao hotel này vậy má? Ừ, thì Mỹ Vi đó, má với cô con đi chung với nó, đang vô cửa nè. Vậy hả má? Khoan vô, để con sửa soạn lại chút xíu đã má. Vậy hả má? Sếp ơi sếp,
hộp vịt lộn nè sếp. Ăn đi sếp. Bây giờ có nước tu lộn rồi chứ hộp vịt nào lộn. Tôi làm ơn đi, tránh xa nửa cây số giùm tôi đi. Nhanh lên. Chuyện gì? Không, em ngồi đây nè. Em không đi đâu hết á. Trời ơi, em đi giùm tôi đi. Bây giờ đợi em hiểu ra là cái siêu thị này nó tung nóc luôn á. Đi đi, nhanh lên đi. Trời, đi. Đi thì đi chứ, làm gì mà dữ vậy? Tôi biết rồi nha, đồ đàn ông bạc bẽo nha. Tôi giờ tôi ăn hết nguyên một đống hộp vịt lộn này hả? Tôi ra tôi chặt chém con kia nha. Đừng mà. Kết cỡ như cũ. Trời ơi, làm sao mà tôi làm được đây? Ông Mít ơi, ông ở đâu? Ông làm ơn ông về đây đi. Ông cứ ở trên mây không vậy nè. Mất. Trời ơi, cờ lê, tôi bị liệu mà. Sao mà công việc ở bên xưởng làm xong rồi không về nhà đi qua đây làm chi vậy? Tôi vô nãy giờ rồi mà bây giờ Mận mới thấy tôi hả? Mận đang nhớ đến... Ca về. Nhớ đến... Ai đó hả? Nhớ rồi. Bữa nay giỡn mặt với tôi hả? Tôi đang làm việc. Bởi vậy tôi mới qua đây để tôi giúp Mận đó. Tôi định qua làm không công cho Mận, không lấy lương luôn. Trời ơi. Việc tôi chưa nghĩ ra nữa, tôi mướn ông về làm sao tôi trả lương? Tôi đâu có đòi lương đâu. Mấy hôm nay tôi ngồi tôi nghĩ hoài mà sao cũng không có ưng ý. Tôi không có làm ra được. Tía má tôi cứ chửi tôi ra rã suốt ngày à, làm cho tôi nhục chí luôn á. Mà hả, nghĩ tức. Làm như cái nhà này không ai tin là tôi sẽ làm được hay sao á. Thì có tôi tin Mận nè. Nè, Mận cứ mạnh dạn mà Mận làm đi. Có tôi tin nè, tôi ủng hộ Mận hết mình luôn á. Thôi, ông làm như là bây giờ tôi làm ra sản phẩm, rồi tôi đi giao cho khách hàng không nhận, rồi cái tôi đem về ông mua hết cho tôi không bằng vậy. Giúp gì kỳ vậy? Tôi có tiền đâu, nhưng mà tôi có khả năng giúp cho Mận nhiều cái lắm á. Nè, bây giờ á, Mận có cái gì mà không hiểu, không biết á, thì tôi nè, tôi giúp cho. Vô đây. Ngồi xuống. Đây là cái người ta kêu tôi làm. Tôi thấy cái này cũng giống như mấy cái sản phẩm của mình làm thôi mà. Nó giống như cái cũ thì tôi nói làm cái gì. Vấn đề ở đây là người ta kêu tôi làm cái này, mà tôi không được sơn bóng, cũng như là không được sơn mờ, nhưng mà tôi phải làm mờ. Hiểu không? Không. Thấy chưa? Làm sao mà ông có thể hiểu được? Ai mà giúp được tôi đâu. Giỡn với Mận tí thôi. Tôi hả? Tôi sẽ về nhà nghiên cứu, xong rồi tôi sẽ báo cho Mận biết. Thiệt hết. Thiệt. Mận phải tin tưởng vào cái tài năng sáng chế của cái người sáng chế giỏi như tôi. Ông hứa đó nha. Hứa. Méo. Ok. Ok. Nè, kiểm cho kỹ coi chừng lộn đó bà. Anh ơi, siêu thị này có dán không? Em sợ dán lắm á. Gì vậy? Hả? Em nói nhỏ thôi. Lỡ mà khách hàng nghe thấy, người ta tưởng ở đây mất vệ sinh, người ta không dám tới mua hàng đâu. Anh nói không sao đâu mà. Thôi không sao đâu mà. Em xin lỗi sếp. Không có sao. Anh quá đáng à. Nhìn gì vậy? Đấy, người gì mà dẻo như không có xương sống vậy? Dẻo hơn tôi nữa. Đàn ông một đuôi ớt tại sao mà không thấy ớt chứ kìa. Bà giữ với sợ luôn á. Ủa, vậy là bà cũng thích sếp luôn rồi đó. Dù cảm ơn Đạt. Nóng hơi chuyện. Tôi qua. Ủa, cái ly thuốc sổ này đâu mất tiêu rồi. Cái này hả? Chết con rồi. Lộn nữa. Con bả kìa. Thôi đáng sợ. Đáng đời. Doanh thu tháng này tăng vọt.
Như vậy là chứng tỏ thằng Bạch nó đi đúng hướng. Từ hồi nó lên Sài Gòn về tới bây giờ, nó lo làm ăn không à. Nó không còn mơ mộng diễn giông. Ông nói thằng Mạch đó hả? Ừ, doanh thu tháng này tăng giọt đó bà. Trời ơi, cái chuyện đó nó khoe với tôi rồi. Ừ. Bây giờ chuyện khác. Ông đi với tôi qua thăm bà cô hai. Bà bệnh bệnh kìa. Tuần rồi tôi với bà đi đám giỗ của bà mà. Đó là bà cô hai bên tôi. Còn bây giờ là bà cô hai bên ông. Cô hai bên bà? Bà bệnh, ờ. Cô hai bên tôi. Thôi 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 tôi... Bây giờ hả? đi qua bển gặp mặt biết ai liền. Ngồi đó tính tới Tết công cô không ra. Sao lẹ. Tôi thấy nó thành công. Tôi ham tôi muốn thôi, ngồi tính thôi. Tiền à? Tiền lúc nào tính cũng được. Người ta bệnh bệnh kìa. Đi. Thôi mà, để nó còn dòm hoài. Mua trái cây cho người bệnh á, lựa mấy trái ngọt ngọt cho anh dễ ăn. Ông thấy vậy được chưa? Chuyện này là chuyện của đàn bà. Đàn ông đâu có biết chuyện này, đàn bà mới có quyền quyết định. Đàn ông đó có quyền quyết định. Đàn ông quyết định là chỉ biết thôi, trả thôi, tiền thôi. Cho nên thôi thôi. Trời ơi, rối quá vậy. Tôi chỉ hỏi ông là có mua thêm cái gì nữa không? Tùy em thôi, anh đâu biết. Hỏi như không. Tính tiền giùm em chị. Dạ. Bao nhiêu? 120 ngàn chị. À, đây chị. À, dạ. Cảm ơn chị. Đây tiền nè. Cái này đủ chưa ta? Mua thêm không? Thì tùy em. Em muốn mua thì mua, không mua thì thôi. Vô chiên. Thôi về. Đứng lại. Dạ. Không thể ngờ được mình thấy đau khổ bao nhiêu năm nay, còn ông ấy thì hạnh phúc như vậy. Mà sao lần nào mình cũng gặp lại trong những tình huống như thế này vậy? Sao ông trời không hề công bằng với mình thì hết? Trời mát mẻ nè. Cái giờ em buồn ngủ quá. Anh cũng buồn ngủ nữa nè. Bắt chước là không hay đâu á nha. Chứ có người kia bắt chước anh thì sao hả? Bắt chước vụ gì? Thì cái vụ yêu đó. Anh này à, dạ? Thủy trơn ra luôn. Trời ơi, chết tôi rồi. Dạ. Sao vậy? Có sao không? Đâu đã, lên coi. Nặng quá à. Cái anh này. Không. Không là hèn. Mình phải đòi cả vốn lẫn lời để lấy lại công bằng chứ. Để rồi coi mấy người sẽ còn đắc ý được bao lâu.